Chào mừng Kem đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời Kem cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 7, trang 95 đến trang 96, bài 9. Phần tiếp theo nói và nghe, giải thích quy tắc hoặc là luật lệ trong một trò chơi hay là hoạt động. Để các đối tượng tham gia trò chơi hay là hoạt động thống nhất trong cách thức hành động thì cần có những cái quy tắc hoặc là luật lệ chung mà tất cả đều hiểu và tuân thủ. Thì trong phạm vi phần nói và nghe này thì các em hãy tập trung giải thích cái quy tắc hoặc là luật lệ của một trò chơi hay hoạt động mà em yêu thích. Thì mục đích nói ở đây là chúng ta làm rõ quy tắc hoặc là luật lệ của trò chơi hay là hoạt động với những người tham gia và hoặc là những người quan tâm. Còn người nghe ở đây đó là thầy cô bạn bè, người thân và những ai quan tâm, những ai tham gia đến trò chơi hay là cái hoạt động. Thì trước khi nói thì các em cần chuẩn bị nội dung nói. A nhỏ chuẩn bị nội dung nói. Trong phần viết thì em đã thuyết minh về cái quy tắc hoặc là luật lệ của trò chơi hay là hoạt động. Dựa trên cái bài viết đó thì các em hãy chọn những cái nội dung cho hoạt động nói theo những cái gợi ý như sau. Đánh dấu đoạn giải thích quy tắc hoặc là luật lệ trò chơi hay là hoạt động trong bài viết. Tóm lược được những cái ý chính của đoạn văn đó. Chuẩn bị tranh ảnh, hình vẽ hoặc là dạng sơ đồ, dụng cụ nếu liên quan đến trò chơi hay là hoạt động. Chú ý là các em có thể chuẩn bị thuyết trình bằng các hình thức trình chiếu để người nghe hiểu rõ hơn về trò chơi hay là hoạt động. B nhỏ đó là tập luyện, thì các em có thể tập luyện theo một số hình thức như sau. Tập nói thành tiếng một mình, vừa nói vừa giới thiệu tranh ảnh, hình vẽ, dụng cụ nếu có. Nếu em chuẩn bị thuyết trình thì nói theo cái bản trình chiếu đã chuẩn bị. Hai nhỏ trình bày bài nói. A mở đầu thì các em hãy thu hút mọi người nghe bằng cái thái độ hào hứng của em đối với cái trò chơi hay là hoạt động. Thì các em có thể đặt ra những cái câu hỏi cho người nghe như là à, các bạn đã bao giờ chơi trò chơi hoặc là tham gia cái hoạt động này chưa? Hoặc là các em miêu tả chi tiết một trò chơi hay là hoạt động và hỏi là các bạn có biết trò chơi hay hoạt động này không? Các bạn có muốn chơi hoặc là tham gia hay không? Thì đó là phần mở đầu. Bên nhỏ triển khai thì các em sẽ trình bày theo cái dạng ý đã chuẩn bị hoặc là nói kết hợp với cái việc sử dụng bản trình chiếu. Trong khi nói thì các em có thể là dùng cử chỉ, điệu bộ để mà mô phỏng động tác của trò chơi hay là hoạt động. C nhỏ kết luận ở đây thì các em sẽ khẳng định lại sự thú vị của trò chơi hay là hoạt động, hẹn các bạn cùng tham gia trò chơi hay là các hoạt động vào một dịp phù hợp. Rồi sau khi nói thì chúng ta sẽ trao đổi cái bài nói theo một số gợi ý như sau. Người nghe thì chúng ta chú ý theo dõi những cái quy tắc hoặc là luật lệ của trò chơi hay là hoạt động trong bài nói để cảm nhận được sự thú vị của trò chơi hay là hoạt động bày tỏ cảm nhận của mình. Rồi nếu em có ý định chơi trò chơi hoặc là tham gia cái hoạt động đó thì các em hãy ghi nhớ những cái quy tắc hoặc là luật lệ của trò chơi hay là hoạt động đó, nêu lên cái thắc mắc của mình nếu có để hiểu thấu đáo quy tắc hoặc là luật lệ trò chơi hay là hoạt động. Rồi nhận xét về cái cách trình bày bài nói của bạn về giọng nói, tính mạch lạc của bài nói. Còn đối với người nói thì ở đây chúng ta hãy lắng nghe chia sẻ của người nghe về cái bài nói, giải đáp thắc mắc của người nghe nếu có, cảm ơn nhận xét của người nghe. Thì đây là cái phần trao đổi về cái bài nói.